công viên Tầm Vu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này không còn cảnh nhộn nhịp. Những sợi dây được căng lên để rào toàn bộ khu vực này. Những tờ giấy thông báo cũng được dán lên khắp nơi về việc đóng cửa công viên để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đang sống chậm, rất chậm. Trong những ngày dịch bệnh, hầu hết mọi người đã phải chọn lối sống khác đi, bớt hội họp, bớt gặp gỡ và cũng bớt ra công viên. Như vậy là tốt để ngừa cái tụ tập đông người ấy chắc, để tránh lây nhiễm á. Tôi thấy cái chương trình coi như là phong tỏa mấy cái chỗ mà tụ tập nó rất là tốt. Ông cũng thường xuyên đưa cháu đến đây để tập xe đạp ấy chắc, nhưng mà đi thì cháu cũng có mang khẩu trang. Ở đây thì bây giờ hiện tại chống dịch thì nó cũng thương người. Mà hơn nữa chú ngủ ở đây, thành ra chú khi mà cháu rồi này kia muốn ra đây tập thể dục buổi sáng á, chú vẫn đưa cháu ra đây để tập thể dục. Nhưng mà cái công viên nước này rất là vắng rồi, cái ảnh hưởng nó cũng không có nghiêm trọng. Những thiết bị tập thể dục, những cầu trượt cho trẻ em trong công viên sẽ phải nằm yên trong ít lâu trước khi được quay trở lại với bổn phận của mình. Công viên Gia Định, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đây là nơi nhiều người vẫn thường tới để tập thể dục vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, giờ cũng vắng hoe. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc tập thể dục nâng cao sức khỏe của nhiều người. Họ chuyển qua vận động bằng các bài thể dục tại chỗ hoặc chạy bộ. Mình thấy nhà nước mình làm này cũng tốt, bởi vì nhiều khi những cái vật dụng mà cầm chung với nhau nó chưa dễ rất là lây lan cái dịch cúm Covid này. Thì giờ chỉ tập cá nhân như đi bộ thì kia thôi thì nó đỡ tiếp xúc lại những cái đồ vật thể dục này, thì đó là cũng là một cái tốt đó. Bây giờ nó dịch cúm nó lan tràn quá, giờ đâu biết được cái gì này mà nó nhiễm không nhiễm đâu. Bây giờ mình chỉ có chạy bộ đi bộ là thấy hợp lý nhất. Thì bây giờ đó là cấm này là mình cứ chạy bộ thôi. Một tuần thì mình tập cũng đều á, cũng đủ tuần lễ. Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với sự sôi động, này chuyển qua một nhịp sống mới, chậm rãi hơn và thận trọng hơn. Nhiều người đã phải tập để quen với một lối sống khác trong ít ngày. Công viên buồn, ghế đá cũng buồn. Nhưng biết làm sao được khi tất cả đang phải dồn sức, sống thật chậm để đẩy lùi dịch bệnh.